người ta ship cho chú nè. Ship chú nói lớn rồi mà con, ship mì gói với mì gói với gạo, rồi chú có nhận hàng không? À. À, ý là người ta bên nước ngoài á, người ta nhờ con giao cho chú. Dạ. À, thì phía bên kia có một bác là chạy xe ôm đang ăn uống bộ chú, và hôm nay mình qua mình giả bộ mình nói chú là mình là đi ship hàng để phản ứng chú như thế nào. Ship hàng mà để tặng cho cái như là ship hàng của chú á, thì chú nói như thế nào cho uống bộ của chú? Chào chú, chú ăn gì chú? Chú đang ăn gì hả? Bún hả? Chú có đơn hàng người ta ship cho chú nè. Ship chú nói lớn rồi mà con, ship mì gói với mì gói với gạo, rồi chú có nhận hàng không? À. Ý là người ta bên nước ngoài á, người ta nhờ con giao cho chú. Dạ. Đâu có mua nhưng mà người ta nhờ giao, rồi chú có lấy không? Dạ. Dạ, rồi chú có lấy không? Lấy hả? Cái này không có tốn tiền ship. Vậy lấy không? Dạ. Thì dạ ấy là không có tiền. Dạ con chào chú, thì con đến từ kênh YouTube Trao Niềm Vui. Thì đây là hôm nay thì con cũng đang đi giao hàng thôi. Thì có cô bên tiểu bang Florida và chị Yến Võ không là nhờ con đi tìm những hoàn cảnh khó khăn, giống như những chú này mùa này chú chạy đỡ không chú? Để lắm mà đừng trợ cấp cũng bị nó rồi. Dạ. Mình đã lãnh được không? Tại giờ trong khi người ta lãnh 3-4 ngày, tôi lãnh không? Tại giờ. Dạ. Thì ở đây thì tôi có ăn bún chứ đâu có tiền ăn cơm đâu. Dạ. Mà con hỏi thiệt là hôm nãy là con hỏi chú á, chú có bất ngờ không? Tại mình đâu có đặt. Chú hỏi là có kêu đóng tiền ship tiền kia. Dạ. Dạ. Dạ, con xin lỗi chú nha. Tại vì như làm vậy đó thì mới biết là cuộc sống của mình bây giờ mà chạy xe ôm á thì nó hơi cũng hơi khó khăn hả chú? Rồi, cảm thấy cuộc sống rồi. Thế lắm. Dạ. Rồi chú cho con hỏi là năm nay chú được nhiêu tuổi rồi chú? 70. Ồ, 70 khỏe ha. Rồi vợ con đầy đủ đúng không chú? Chết rồi. Chết lâu chưa? Chết cả 20 mấy năm rồi. 20 mấy năm rồi. Chú có mấy người con? Một con hả? Rồi người con có đi làm gì không chú? Có chứ. Con chú là con trai hay con gái? Trai. Trai hả? Rồi như vậy chú chạy xe vậy đủ sống không chú? Nói ra cũng có còn một số người cho ít rồi kia. Dạ. Cũng gom lại đủ tiền đóng tiền nhà. Đóng tiền nhà. Còn cái xe này có bữa nào ăn bữa đó. Dạ. Dạ. Chạy được 70 thì dành lại đổ tăng 30. Dạ. Còn 40 để ăn. Dạ. Thế rồi. Ờ, vậy là chạy ngày được nhiêu tiền chú? Có khi 70, có khi 100 từng. Dạ. Từng bữa nay từ sáng giờ rất khó. Dạ. Sáng giờ là ngồi ngóng cột cò đã, giờ đói quá ăn. À, vậy cái tô này chú mua nhiêu tiền? 15 ngàn. Vậy cũng ngon ha. Không phải, tại vì ở trong này họ bán. Dạ. Ăn đồ hiểu biết tôi á. Họ bán thử mà vừa bán vừa thấy á. Dạ. Cho nên họ bán rẻ chút. Dạ. Rồi như là chú ăn như nhắc này là chú ăn sáng hay vậy? Chưa. Ăn trưa hả? Sáng rồi trưa luôn. Sáng rồi trưa luôn. Chỉ là một ngày chú ăn mấy giấc? Ăn có 2 giấc à. Dạ, 2 giấc. Ăn bữa coi như là từ sáng đến giờ này là mới ăn. Dạ. Sáng rồi tính là ăn sáng trưa luôn á. Dạ. Phải tới khoảng chừng là 6 giờ hoặc 7 giờ vậy á. Dạ. Làm thử nữa. Dạ.
Rồi quê của chú là ở đâu chú? Tôi rồi nhỏ lớn sinh trẻ thành phố này. Thành phố. Tới ông có đi đâu hết. Rồi ở đây chú nhà hay là chú muốn nhà trọ? Muốn nhà trọ. Muốn nhà trọ. Ông quê vợ tôi hồi trước mà ở trước Tiền Giang á. Dạ. Vợ chết rồi chú bỏ ra quê cho chú. Là bỏ quê lên Sài Gòn ở đây luôn. Luôn à. Dạ, ý là lúc trước là chú ở đây đúng không? Rồi có vợ với Tiền Giang đúng không? Rồi theo vợ về Tiền Giang. Rồi vợ chết rồi đảo lên đây lại. Rồi trên đây chú có bà con này kia nhiều không? Không có bà con luôn. Không có bà con. Rồi chú mướn nhà trọ tháng nhiêu? Tháng 1,5 triệu. 1,5 triệu hả? Rồi à. Mày ở cũng mày gia đình có dám mà dưới 1 triệu bao giờ? Dạ. Muốn ở gần chỗ chạy á thì phải mất chút. Dạ. Còn nếu mà muốn xa chỗ chạy chút thì săn nữa thì ở dạ. Muốn xa chút thì nó rẻ. Dạ. Như chạy qua bên chỗ chợ nấu vậy đó. Dạ. Thì có 800 vòng à. Dạ. Nhưng mà sau đây chạy qua bến đó đâu giờ vậy về đây giờ hết mẹ nó 20 ngàn. Dạ. 20 ngàn thì căng nữa, chỉ cho 80 ngàn thì căng. Dạ. Bỏ cái 600 ngàn thì căng đó mới ra đi tự tận. Dạ. Đây là xe của chú nè. Cái xe này chú chạy được bao lâu rồi chú? Đây hả? Dạ. Vợ mua tới trời rồi đó. 7 hay 8 năm gì vậy? 7 hay 8 năm à. Mà nó có trục chặt chứ không chú? Có chứ. Có hả? Nó đang bể cái chặt không câu rồi. Dạ, dầu không câu. Tả ủi. Đâu hết á. Dạ. Đó đèn xanh đỏ cái tao hủy cái nằm cái là bể không câu rồi bây giờ chưa có tiền làm. Chưa có tiền làm hả? Mà làm cỡ bao nhiêu tiền? Hả? Làm cỡ bao nhiêu tiền? Có hỏi thử không? Hỏi thợ á, nó nói cái dạng áo này cái túi áo này á. Dạ. Cái luôn trả đèn rồi kia á là phải có từ 500 ngàn. 500 ngàn. Bây giờ không có đủ 500 ngàn làm. Không đủ. Dạ, không có đủ 500. Giờ đang dành cho từ. Dạ. Rồi đợt trước là vừa mới dành dụng được hơi đủ chút cái nó tăng giá. Dạ. Nó tăng giá cái làm lại cái dạng đầu. Dạ. Nó rẻ chút. Dạ. Rồi làm lại dạng đầu bây giờ còn chẳng đi. Dạ. Rồi dành dụng tiếp. Rồi chú thường chạy xe gần đây hả? Chạy vòng vòng qua đây đó là. Mà thường là ngồi ở đây luôn không? Chú đậu đây ý là ngày nào cũng có đậu ở đây hết. Mà đậu ở đây từ mấy giờ tới mấy giờ? 6 giờ rưỡi sáng cho tới 5 giờ chiều. Là ngày nào cũng có đậu ở đây hết. Còn buổi tối thì ví dụ là trường chiều mà ví dụ mà ở ngoài mà ngã tư ngoài á. Dạ. Ngã tư gì? Ngã tư gì? Ngã tư gì ngoài? Ngã tư Đình nha. Ngã tư Đình. Nếu mà ví dụ không có công an đứng á. Dạ. Ôm xe thì chạy tối. Dạ. Còn nếu có công an đứng xe nó không dám cắt vô, còn đâu có cắt đâu. Dạ. Để là bỏ. Ở đây là chùa gì chú? Đây chùa Long Thành. Chùa Long Thành ha. Long Thành. Chùa Long Thành. Ở đường Tâm Hương Tận. Tâm Hương Tận. Khu phố 2 khu phố 2 A hay B. Dạ. Đây là đường Nguyễn Văn Quá hả chú? Nguyễn Văn Quá. Nguyễn Văn Quá là chạy. Như chạy Nguyễn Quá này chạy thẳng ra đó là gặp Trường Chinh hay vậy? Dạ. Thì nó thuộc về Tô Ký chợ cầu. Từ Tô Ký chợ cầu. Qua chợ cầu trên cầu là nó là đường Quang Trung. Còn vẹo cả phải ở đây là Tô Ký. Dạ. Ở đây là địa chỉ là cái đường đây quận 12. Dạ, 1028 Nguyễn Văn Quá hả chú? Bên đó đó. Đúng rồi. Dạ. Chỗ đó rồi. Dạ thì từ giờ con cũng làm phiền chú. Con cũng xin lỗi chú là chú đang ăn ha. Dạ. Rồi thì bây giờ tự phóng vấn chú đây là phần quà rồi chú đang ăn mà con phá chắc ăn của chú thấy kỳ quá không sao không dạ rồi chú để đây con trao quà cho chú đây là phần quà của cô Minh Tiểu Bang Florida và chị Yến Võ gửi chú một thùng mì nha còn nữa hoa còn nữa chưa hết dạ đây 5 kg gạo 5 kg gạo nha dạ dạ còn nữa còn nữa rồi chính là vô mánh rồi đây là tại cái nãy con mua đó rồi người con ấy rồi tôi tặng thêm nữa là 6 gói mì với đây là thêm 1 chai nước tương nữa rồi trời ơi chú thấy vui không vui à dạ dạ thì đó đây là phần quà của chị Yến Võ và dạ gửi cho chú dạ quá. Hãy subscribe.
Rồi chú vui không? Vui rồi. Dạ thì clip này rồi cô ông chủ con phải lê đa và chị Yến Võ có gửi quà cho chú, rồi chú có đôi lời gì gửi đến cô và chị không? Gọi là người ở dù là ở nước ngoài nhưng mà vẫn quan tâm tới người Việt Nam. Dạ. Rất cảm ơn. Dạ. Là mong chị ấy là được Chúa phù hộ và mạnh khỏe. Dạ. Rồi. Dạ. Dạ rồi. Dạ rồi, chào chú nha. Rồi, chú tên gì có mấy con hỏi con quên rồi. Con tên là Long. Dạ thì đến đây là con cũng đại diện cho chú Long. Cảm ơn cô Minh Tiểu Văn Phanela, chị Yến Võ đã gửi cho chú là mì gói nè, gạo nè, nước tương nè, rồi thêm là mấy gói mì gói ở ngoài nữa, là tổng hết mấy phần quà này là 201.000. Dạ. Cảm ơn. Dạ rồi, bye chào chú nha. Dạ, cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú đã dành thời gian để xem quý giáo của kênh Trao Niềm Vui. Thấy hay nhớ đăng ký cho em để quý giáo lan tỏa, để em có cơ hội quay nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn cho quý ông bà cô chú anh chị bạn xem. Nhớ đều đăng ký là hoàn toàn miễn phí, và từ đây em sẽ quay về ngẫu nhiên những hoàn cảnh đời thường cho quý ông bà cô chú xem. Mong quý ông bà cô chú đồng hành cùng em. Dạ, em cảm ơn rất nhiều. Dạ, bye chào chú nha. Dạ.